Từ ngày 4 tháng 5 đến 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Các đơn vị trường học hỗ trợ tối đa thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi cho các em. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV tại trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng. Năm nay, trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại có 7 lớp 12 với hơn 270 học sinh. Đây cũng là lứa học sinh 12 đầu tiên của nhà trường sau 3 năm thành lập. Vì vậy, công tác hỗ trợ cho các em đăng ký thi tốt nghiệp trực tuyến được hết sức quan tâm. Trường đã bố trí phòng máy tính và đường truyền Internet, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin hỗ trợ các em trong suốt thời gian các em đăng ký dự thi. Thì từ trước là trường đã cho em một buổi tập huấn để đăng ký thử, nên là từ bây giờ em cảm thấy khá là dễ dàng trong việc đăng ký để thi. Thì trong cái đợt mà đăng ký thi thử vừa rồi thì tụi em cũng được tiếp xúc và cũng như là hiểu rõ cách đăng tải các cái chứng chỉ tiếng Anh cũng như là cập nhật các khu vực mình sống. Và hiện nay khi mà phải làm hồ sơ đăng ký tốt nghiệp chính thức thì em nghĩ là nó không có khó khăn. Theo ghi nhận, những ngày đầu tiên đăng ký dự thi vào đúng sau kỳ nghỉ lễ dài nên nhiều thí sinh chưa vội đăng ký chính thức. Kinh nghiệm từ đợt thử đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tuyến trước đó cũng đã giúp thí sinh và nhà trường chuẩn bị với tâm thế tốt hơn khi bước vào đăng ký chính thức. Những sai sót, khó khăn phát sinh trong quá trình đăng ký thử được điều chỉnh kịp thời. Cũng theo lịch thì từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 là nhà trường giao bắt buộc tài khoản cho tất cả học sinh 12 để các em đăng ký thi thử. Thì 100% học sinh là đăng ký thi thử thành công. Rồi kể từ ngày 4 tháng 5 cho đến 13 tháng 5 theo lịch là nhà trường bố trí theo khung giờ đối với lại 7 lớp 12 theo 7 khung giờ để các em vào phòng tin học có kết nối mạng. Cán bộ trong tổ công tác sẽ hỗ trợ các em sửa chữa, hoàn thiện những cái sai sót, cài đặt những minh chứng nếu có để mà đảm bảo cái hồ sơ thi tốt nghiệp đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Một số lỗi sai thí sinh thường mắc phải khi đăng ký dự thi là điền sai thông tin cá nhân, sai mã tỉnh, thành, mã trường, sai quy định về bài thi hoặc quên xác nhận việc có hay không sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học. Sau 17 giờ ngày 13 tháng 5, thí sinh không được thay đổi các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký. Vì vậy, thí sinh cần phải kiểm tra kỹ bài thi, môn thi trước khi lưu phiếu đăng ký dự thi.